kênh ký ức lính trân trọng giới thiệu cuốn sách với nhan đề Lịch sử tiểu đoàn 28 đặc công anh hùng 1967 đến 1978. Sau đây mời các bạn cùng nghe. Sau hơn 5 tháng, sư đoàn 7 làm nhiệm vụ chốt chặn đánh địch trên đường 13, các đơn vị trong sư đoàn quân số hao hụt do hy sinh và bị thương nhiều. Có tiểu đoàn bộ binh còn trên dưới 50 người, số trực tiếp cấp đại đội còn khoảng trên dưới 15 tay súng tiểu đoàn 28 đặc công cũng trong tình trạng như vậy. Các đại đội, các phân đội liên tục hoạt động phân tán. Đại đội 1 ở Minh Hòa, đại đội 2 ở xóm ruộng, đại đội 3 ở tàu ô bên tây đường 13. Các trận địa của trung đoàn bộ binh ở đâu? Thì ở đó có tổ mũi phân đội đặc công 28 để tăng cường thực hiện nhiệm vụ chuyên đánh đêm, mật tập, tập kích, phục kích các cụm địch. Ban ngày chúng hành quân, đánh phá chốt của ta, ban đêm chúng co cụm lại. Trong tiểu đoàn 28, trừ các đồng chí bị thương và nuôi quân, còn lại cán bộ chiến sĩ liên tục 2 đến 3 ngày đánh một trận, trong suốt thời gian hơn 5 tháng chốt chặn đường 13. Lần tiểu đoàn nhận tân binh về, chiến sĩ mới hỏi chiến sĩ cũ, anh đánh đặc công được mấy trận rồi? Anh lính cũ chỉ cười và trả lời, một vài ngày đánh một trận, có khi tối nay đánh, tối mai cũng đánh thì làm sao biết được bao nhiêu trận. Với cách đánh của đặc công đã xuất kích là tiêu diệt sinh lực và phương tiện chiến tranh của địch, làm hạn chế phát huy sinh lực hỏa lực của chúng, chia lửa cho bộ binh, chốt chặn, đứng vững trên trận địa, hoàn thành tốt nhiệm vụ chốt chặn trên đường 13 lũy thép. Bọn Mỹ nghị gọi con đường 13 là đường máu và nước mắt. Đêm 9 dạng 10 tháng 1 năm 1973. Đại nội một tiểu đoàn 28 phân công một phân đội gồm 6 đồng chí do Trung đội Phó Nguyễn Tấn Phát, phụ trách nắm địch ở phía tây thị trấn dầu tiếng phục vụ cho Sở Chỉ huy Sư đoàn 7. Khi đến nhận nhiệm vụ ở ban đặc công sư đoàn, anh em chứng kiến sư đoàn trưởng Lê Nam Phong hội ý với phó chính ủy sư đoàn Nguyễn Văn Thái. Hai thủ trưởng sư đoàn quyết định, dùng trung đoàn 165 bao vây đánh địch ở đường 13 để khống chế ngăn chặn địch từ dầu tiếng ra tập trung sư đoàn thiếu là trung đoàn 141 và trung đoàn 209 bao vây chặt để tiêu diệt chiến đoàn 8 của sư đoàn 5 Ngụy Sài Gòn. Tiểu đoàn 28 còn lại được sư đoàn trưởng Lê Nam Phong giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn trưởng Dương Công Sử sử dụng hai đại đội đại đội 2 do Bùi Văn Sử đại đội trưởng khi nhận nhiệm vụ xong, tiểu đoàn đã nhanh chóng phổ biến nhiệm vụ và tổ chức đại đội 2 phục kích đánh địch ở đường đất đỏ. Nay là đường giao thông 741, đoàn sông cầu Thị Tính, xã Long Hòa về Định Hiệp, đại đội 3 chặn địch ở Bắc Thị Trấn Dầu Tiếng, đoàn cầu Suối, cầu Chắc. Đại đội 1 thiếu và đại đội 3 bí mật luồn vào vị trí đào hầm chữ Z kiên cố và cảnh giới phục đánh địch từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng 1. Mỗi ngày địch thường bung ra một bộ phận vài chục tên để thăm dò, và phân tán, đại đội 2 bắn tiêu diệt hơn 10 tên, đại đội 3 tiêu diệt hơn 15 tên, địch lo sợ không dám tháo chạy theo hai con đường của tiểu đoàn 28 phục kích, nên ta đã chặn được địch. Không cho phân tán, dồn chúng vào thế bị bao vây chặt, tạo thuận lợi cho bộ binh sư đoàn trong thời gian chuẩn bị đến khi thực hành bao vây tiêu diệt gọn chiến đoàn 8 ngụy Sài Gòn. Với tài thao lược chỉ huy của sư đoàn trưởng Lê Nam Phong cùng lãnh đạo chỉ huy sư đoàn 7, sau hơn 10 ngày chuẩn bị đến ngày 19 tháng 1 năm 1973. Trận đánh có cả 3 trung đoàn bộ binh 141, 165 và 209 đã bao vây chặt tại đông bắc thị trấn Dầu Tiếng. Địch bị thiệt hại nặng hai tiểu đoàn, và sở chỉ huy chiến đoàn 8, ta bắt hơn 400 tên địch thu gần 400 súng 30 máy thông tin PR-15 sư đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tiểu đoàn 28 có đồng chí phát sau khi hoàn thành nhiệm vụ nắm tình hình địch ở phía tây dầu tiếng về báo cáo. Ban đặc công sư đoàn thì gặp tiểu đoàn trưởng Dương Công Sửu, giao nhiệm vụ quản lý dẫn 176 tù binh từ Dầu Tiếng đi đến giao trại tù binh ở Tống Lê Trân, Bình Long. Đồng chí Pháp quản lý tù binh đã lệnh cho tất cả tù binh phải tháo giày đi chân đất để địch không chạy trốn được, vì mỗi anh em phải quản lý dẫn giải 30 tên tù binh. Nhờ có biện pháp này nên hơn 2 ngày hành quân dẫn giải tổ của đồng chí Pháp Đại đội 1 đã giao đủ số tù binh cho trại giam quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ, được tiểu đoàn và ban đặc công sư đoàn 7 khen ngợi. Trận đánh ngày 19 tháng 1 năm 1973 là một trận đánh với quy mô cấp sư đoàn của ta đánh tiêu diệt chiến đoàn địch và bắt số lượng địch lớn nhất trong chiến trường miền Đông Nam Bộ từ ngày sư đoàn vào Nam chiến đấu. Tiểu đoàn 28 đã góp phần phục kích trận địch vào thế bao vây để sư đoàn 7 tiêu diệt. Ngoài nhiệm vụ vây địch và dòng dẫn tù binh của sư đoàn, Tiểu đoàn 28 đã góp phần vào thắng lợi chung của sư đoàn trên chiến trường miền Đông Nam Bộ, thúc đẩy ký kết hiệp định Paris trên mặt trận ngoại giao, bảo vệ thi hành hiệp định Paris giữ vững và mở rộng địa bàn vùng giải phóng. Đêm 26 dạng 27 tháng 1 năm 1973, toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong tiểu đoàn 28 đặt công thức trắng cả đêm như thức đón giao thừa Tết cổ truyền của dân tộc. Từ tiểu đoàn trường đến các chiến sĩ đều thức trong niềm vui náo nước chờ mong. Kể từ 7 giờ ngày 28 tháng 1 năm 1973, hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh. Lập lại hòa bình ở Việt Nam có hiệu lực, để mang cờ quân giải phóng miền Nam cắm lên phần đất mà mọi thế hệ cán bộ chiến sĩ trong sư đoàn và tiểu đoàn đã đổ bao nhiêu xương máu để giành được. Lúc này, tiểu đoàn 28 được bố trí đứng chân ở ấp Minh Hòa, làm nhiệm vụ tuần tra cảnh giới, bảo vệ khu vực sân bay Minh Hòa, phục vụ sư đoàn 7 hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức đợt trao trả tù binh giữa ta và địch vào buổi sáng ngày 27 tháng 1 năm 1973 phía ta trao trả 604 tù binh cho địch, và nhận 600 đồng chí của ta bị địch bắt trả về Minh Hòa là cơ sở cách mạng được giải phóng sớm hơn là căn cứ vùng giải phóng của ta mà Sư đoàn 7, Sư đoàn 9 và các đơn vị trực thuộc có nhiều năm tháng chiến đấu và công tác với tình cảm quân dân cả nước không thể nào quên. Hiệp định Paris ký chưa giáo mực, nguyên quyền Nguyễn Văn Thiệu được sự chỉ đạo giật dây của Mỹ. Chúng tuyên bố không có hòa bình, không có thương lượng sư đoàn đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Long. Các trung đoàn bộ binh và tiểu đoàn 28 đặc công vẫn liên tục phải tác chiến với quân nguyện, không có một ngày ngừng bắn, ngừng tiếng súng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ đợt trao trả tù binh giữa ta và địch, ở sân bay Minh Hòa, tiểu đoàn 28 tiếp tục phân tán theo từng trận địa đứng chân chiến đấu của các trung đoàn bộ binh trong sư đoàn 7. Trước ngày Hiệp định Paris có hiệu lực, đại đội 1 và đại đội 2 phối thuộc cùng các đơn vị bộ binh làm nhiệm vụ giữ đất cắm cờ, liên tục đánh địch ở các khu vực bến khát và dầu tiếng, đẩy lùi các cuộc tấn công lấn chiếm của địch. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, ta đã tập kích hai trận hỏa lực vào các cụm xe tăng của địch, bắn cháy 8 xe, gây thiệt hại cho chi đoàn 3 thiết giác ngụy. Sau đó, đơn vị trở về cùng với đại đội 2 phối thuộc với trung đoàn bộ binh 209 tiến đánh đồn bảo an ở rạch bắp dầu tiếng đại đội 3 giữ đất, giữ dân theo hiệp định Paris tại suối dứa, huyện Dầu Tiếng. Trong khi cả chiến trường không có mấy nơi địch chịu nằm yên và ra nói chuyện với ta về hiệp định, đại đội 2 đã thường xuyên tổ chức ra gặp địch để tuyên truyền chính sách của cách mạng miền Nam cho chúng hiểu về ta và hiểu về hiệp định Paris. Sư đoàn triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng ủy làm chuyển biến chất lượng đơn vị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng nhu cầu tình hình mới. Chính ủy Vương Thế Hiệp nói, Muốn làm chuyển biến chất lượng đơn vị, trước hết phải nâng cao chất lượng chi bộ đảng viên, xây dựng nhà ở có bốn mái, đại đội có hội trường sinh hoạt tập trung, có sân bãi thể thao, thể dục trong doanh trại, lối đi lại có hệ thống lan can, tạo cảnh quan khuôn viên sạch đẹp. Đơn vị đẩy mạnh các hoạt động văn thể và đăng ký tham gia các tiết mục hội diễn văn nghệ, hội thao, tạo không khí thi đua sôi nổi trong đơn vị, hướng tới ngày mừng công của sư đoàn năm 1973. Trận đánh báo thù sau trận thắng lợi vào căn cứ Lai Khê làm thiệt hại nặng sở chỉ huy tiền phương quân đoàn 3, sở chỉ huy sư đoàn 5, Ngụy Sài Gòn. Tiểu đoàn 28 được lệnh hành quân sang đông đường 13 thuộc địa bàn huyện Tân Uyên, nơi đơn vị ém quân là cánh rừng cây lúc xúc, cạnh rình lầy có con suối chảy qua, cách căn cứ bót nhà trắng khoảng 5 km đường chim bay về hướng Tây Bắc. Tại căn cứ này, đơn vị đã tổ chức hàng chục trận đánh của các trung đội, đại đội vào bót nhà trắng, ấp chính lưu, ấp khánh vân, xã Tân Thành, Đất Quốc, Bình Cơ, Bình Mỹ. Tiểu đoàn 28 đặc công đã tiêu diệt hàng trăm tên địch, tiêu hao lực lượng và phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh của ngụy quân Sài Gòn, làm cho kẻ địch. Xe bọc thép, cùng bộ binh, có máy bay, pháo binh, yểm trợ, mở đợt càn quét quy mô lớn vào căn cứ ém quân của đơn vị nhằm càn quét đánh phá tiểu đoàn. Đứng trước lực lượng mạnh của địch, tiểu đoàn được lệnh bí mật ém quân, án binh bất động, Đồng thời bí mật phân tán lực lượng để tránh địch không nổ súng khi chưa có lệnh. Sau một ngày càn quét, xe tăng, xe bọc thép cùng bộ binh đã tràn nát gần như toàn bộ các cánh rừng bên cạnh và nơi đơn vị đóng quân, nhưng không gặp một sự kháng cự hoặc bóng dáng của Việt Cộng do lực lượng đơn vị đang nằm hầm bí mật. Tối đến, chúng quay ra khu đồi chọc, đồi bình tránh, cụm lại. Tổ trinh sát do đồng chí Nguyễn Minh Huệ phụ trách về báo cáo chỉ huy tiểu đoàn đầy đủ, chính xác, nắm bắt được thời cơ tiêu diệt định đã đến. Ban chỉ huy tiểu đoàn do tiểu đoàn trưởng Dương Công Sử chỉ đạo mời cán bộ đại đội 1, đại đội 2, đại đội 3 lên sở chỉ huy học gấp, bàn cách đánh địch. Sau cuộc họp, phương pháp đánh địch đã được vạch ra. Tiểu đoàn dùng toàn bộ hòa lực mạnh, gồm 15 khẩu hòa lực B41 để ém sát tập kích bất ngờ, chia thành 7 tổ chiến đấu, biên chế hai người một tổ. Một người mang B41 cùng cơ số 6 quả đạn trên một khẩu súng một người mang AK và một tấm mảnh mảnh tấm mảnh mảnh được ken bằng cây rừng, to hơn ngón tay có chiều dài 1,8m, rộng 1m, dùng để đẩy, ngụy trang và tránh đạn trận đánh dưới sự chỉ huy trực tiếp của tiểu đoàn trưởng Dương Công Sửu và đại đội trưởng Bùi Văn Ẩn, đại đội 3 đồng chí Lê Viết Lượng, chính trị viên đại đội 1. Màn đêm buông xuống, gần 80 cán bộ chiến sĩ của đại đội 3, đại đội 1 cùng bộ phận hậu cần cứu thương, bí mật ám sát trận địa. Đây là trận đánh vào lực lượng mạnh của địch giã ngoại. Muốn chắc thắng, đánh trúng mục tiêu, phải nắm sự bố phòng của địch đồng chí Ảng, đại đội trưởng cùng đồng chí Văn Lơ, trung đội phó trinh sát tiểu đoàn được giao nhiệm vụ bò lên đồi. Nắm lại tình hình bố trí của địch lần cuối để lên phương án đánh địch toàn bộ đội hình chiến đấu bí mật dừng lại vị trí sẵn sàng chiến đấu đợi lệch đồng chí ẩn và đồng chí lơ nhanh chóng đưa mình vào màn đêm hướng về phía địch. Một tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua cả khu đồi im lặng chỉ có tiếng kêu của côn trùng. Bỗng ầm, một tiếng nổ từ phía địch vọng lại, cả đơn vị im lặng và việc chẳng lành đã tới tiểu đoàn trưởng hội ý giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Minh Huệ và hai chiến sĩ trinh sát hướng về phía mìn nổ để nắm tình hình và khắc phục hậu quả, lấy thương binh tử sĩ nếu có. Tổ trinh sát nhanh chóng, lúc bò, lúc khom, vừa đi vừa gỡ mình, đã nhìn thấy những chiếc xe tăng, xe bọc thép xù xì với nòng pháo đen ngòm. Nghênh ngang sẵn sàng nhà đạn, bỗng anh em nghe thấy tiếng rên khe khẻ. Đúng là các anh rồi các anh bị vướng mình mìn nổ các anh bị thương vẫn còn sống, cách mục tiêu xe tăng địch khoảng 150 mét mới gặp được hai anh ẩn và lơ mình bê bết máu. Nhưng hai anh vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Sau khi tiếp cận hai đồng chí bị thương nặng, anh em băng bó cứu mang cho nhau. Mất gần hai tiếng đồng hồ sau, các động tác chuyên nghiệp lúc truyền bò, lúc hành võng đưa được hai anh về khu vực đơn vị ém quân. Bộ phận cứu thương nhanh chóng cấp cứu, tiêm thuốc, băng bó. Khoảng 2 giờ sáng, vì vết thương quá nặng, hai anh đã chào đơn vị, chút hơi thở cuối cùng trước sự chứng kiến im lặng của toàn đơn vị các anh được chôn cất trên đồi, được ngụy trang bằng những cụm hoa mua, hoa sim thơm ngát. Xong công việc, vĩnh biệt hai anh, toàn đơn vị được lệnh trở về căn cứ đợi lệnh mới. Chốt pháo lựu xuống đầu giặc, ngày hôm sau, 26 tháng 11 năm 1972, ngay từ sáng sớm, tiếng máy bay trinh sát đầm giả OV-10 bay vè vè trên đầu căn cứ của đơn vị. Dẫn đường chỉ điểm cho xe tăng bộ binh địch, tiếp tục càn quét các khu vực đồi còn lại, xe tăng nghiền nát sới tung từng bụi cây ngọn cỏ đơn vị vẫn được lệnh tránh địch không được nổ súng khi chưa có lệnh. Sau hai ngày tràn nát các cánh rừng địch vẫn không gặp sự kháng cự nào. Đêm hôm sau, được cơ sở cho biết, địch huynh hoang khoe là đã tiêu diệt đơn vị Việt Cộng nằm vùng, địch chủ quan thì thời cơ đã đến, 17 giờ chiều, trinh sát về báo cáo, sau một ngày càn quét, địch lại quay về co cụm đóng quân cạnh đơn vị, cách vài trăm mét. Lại một cuộc hội ý chấp nhoáng của cán bộ chỉ huy thống nhất cách đánh, đồng thời động viên anh em ra trận với quyết tâm cao không chỉ là trận đánh bình thường mà là một trận đánh quyết tiêu diệt được nhiều địch để trả thù cho hai anh, Ảng, anh Lơ và nhiều đồng chí khác đã anh dũng hy sinh cả cuộc đời mình vì sự nghiệp độc lập tự do của Tổ quốc. Mà đêm buông xuống, vẫn giữ nguyên đội hình chiến đấu hôm qua, đội hình lặng lẽ, luồn sâu, ém sát cụm địch. Mũi đại đội một gồm 10 chiến sĩ với 5B40, 5AK, do đồng chí Bùi Văn Thắng, trung đội trưởng, làm mũi trưởng. Trực tiếp cùng đồng chí Đồng Văn Diệu, quê Yên Dũng, Bắc Giang, phụ trách, làm một tổ. Đồng chí Nguyễn Minh Huệ, đồng chí Hoàng Văn Lịch, quê Thái Bình làm một tổ. Sau gần 2 tiếng tiềm nhập, chỉ còn cách địch chừng 100 mét. Đây là khoảng cách tiếp cận địch tốt nhất. Anh em dừng lại, triển khai bí mật đào công sự chiến đấu. Gọi là công sự, nhưng thực ra quá gần địch tránh bị lộ, nên công sự chỉ được đào sâu hơn 80 phân, dài 2 mét. Công sự nằm được hai người. Hầm đào xong, tấm mảnh mảnh được triển khai để lên đất tránh đạn làm nắp hầm phía trên ngụy trang bằng cỏ tránh địch phát hiện đồng chí bùi văn thắng mũi trưởng bò đi bò lại vừa để kiểm tra sự chuẩn bị công sự và giao nhiệm vụ mục tiêu chiến đấu cho các tổ xong xuôi lúc này là một giờ ba phút giờ dê nổ súng đã tới đồng chí bùi văn thắng trực tiếp dùng b 40 nổ phát đạn đầu tiên vào xe tăng gần nhất cũng là phát đạn lệnh cho các mũi cùng nổ súng 15 con rồng lửa thay nhau chút vào đầu giặc bị đánh bất ngờ bằng hỏa lực mạnh chúng không kịp trở tay đánh 10 đến 15 phút khi cơ số đạn đã bắn hết, anh em rút nhanh chóng xuống hầm. Địch mới hoàn hồn, những chiếc xe tăng sống sót còn lại mới dùng đại liên 12 ly 8, phản công dữ dội, cùng các trận địa pháo lân cận chi viện, đạn pháo, đạn nhọn 12 ly 8. Cầy nát mặt đồi một con chuột nếu nằm trên mặt đất cũng khó mà sống sót nhưng địch đâu có ngờ chúng tôi vẫn ung dung nằm nghe địch chút đạn. Sau mấy tiếng đồng hồ, đủ các loại đạn nhọn, đạn pháo bắn vào ngoài đường rút của ta. Trời gần sáng, tiếng súng của địch cũng thưa dần các tổ chiến đấu lặng lẽ mở nắp hầm bí mật rút an toàn về khu đứng chân riêng đồng chí thắng và đồng chí diệu phải đến gần trưa hôm đó mới về đến đơn vị vì địch bắn quá dữ dội hai đồng chí phải rút về phía sau nơi địch không ngờ tới do đi đường vòng nên về hơi trễ toàn đơn vị về nơi tập kết an toàn để lại đằng sau quả đồi còn lại những tiếng nổ rền những cột khói đen bốc lên cao đại đội trưởng bùi văn ẩng và trung đội phó nguyễn văn lơ Trận đánh tiểu đoàn được Hội đồng Cố vấn Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất. Trận đánh chốt cầu sông Bé tháng 11 năm 1974. Chốt cầu sông Bé ở phía Nam thị trấn Phú Giáo, Bình Dương có một đại đội ngụy đóng cách phía bắc cầu 50m trên quốc lộ 14 nhằm bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch tuyến quốc lộ 14 từ Thủ Dầu Một đi Đồng Xoài. Tháng 11 năm 1974, sư đoàn 7 giao cho tiểu đoàn 28 đặc công thiếu gồm đại đội 1 và đại đội 2 tổ chức trinh sát điều nghiên, đánh mật tập, tiêu diệt hoặc bắt sống quân địch đang chốt giữ cầu sông Bé. Tiểu đoàn trưởng khẩn trương triển khai nhiệm vụ giao cho đại đội 1 do đồng chí Phạm Huy Đệ, đại đội phó làm mũi trưởng mũi 1, đồng chí Lê Viết Lượng, chính trị viên chỉ huy. Đại đội 2 do đồng chí Nguyễn Kim, đại đội trưởng, làm mũi trưởng mũi 2. Đồng chí Phạm Văn Yến, chính trị viên, đồng chí Bùi Văn Quynh, đại đội phó, làm mũi phó. Căn cứ cầu sông bé được chia làm hai chốt, chốt chính gồm một đại đội lính ngụy đầu cầu phía Bắc. Cách đầu cầu phía Bắc 50 mét là một trung đội đóng bên ngoài do trung đội phó Đức chỉ huy. Đại đội 2 gồm 12 đồng chí. Dưới sự chỉ huy của trung đội trưởng Quynh được giao nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu vào những ngày đầu tuần tháng 9 âm lịch tháng 11 dương lịch, trăng sáng vàng vặc suốt đêm 12 chiến sĩ đặc công của đại đội 2 luồn sâu ém vào hàng rào căn cứ này có 3 lớp hàng rào hỗn hợp do trời sáng trăng và là chốt nhỏ có một trung đội địch đóng chúng canh phòng nghiêm ngặt mãi đến 3 giờ sáng. Tổ cắt rào mới mở được hai hàng rào ngoài, còn lớp trong cùng, nếu tiếp tục cắt, nguy cơ lộ rất cao. Trước tình hình đó, đồng chí Quynh Mũi Trường đã hội ý gấp phương án đánh có thay đổi, từ đánh mật tập chuyển sang đánh cường tập. Có nghĩa là lớp rào trong cùng sẽ dùng bộc phá ống đánh mở cửa, sau đó bộ đội xung phong. Phương án đã được thống nhất, đúng 4 giờ sáng, đây là thời cơ do đêm về sáng nên địch đang ngủ say và chủ quan. Bộ đội ta vẫn kiên trì nằm sát hàng rào thứ ba. Lúc này một số tên trong chốt đã dậy tập thể dục và đi lại trong chốt. Thời cơ tiêu diệt địch đã đến, đồng chí Quynh ra lệnh cho tổ đánh bộc phá cho nổ khối thuốc, phá lớp hàng rào cuối cùng. Một tiếng nổ vang trời, lớp hàng rào trong cùng bị xé toan, 12 chiến sĩ đặc công theo kế hoạch tấn công, lao lên như những mũi tên, dùng bộc phá đánh vào các lán trại, nhà nghỉ. Địch bị đánh bất ngờ, không kịp trở tay, vội vã chui cả xuống một chiếc hầm cố thủ. Anh em đặc công kiểm tra toàn bộ mặt đất không thấy một sát địch, biết là chúng đã rút xuống hầm ngầm. Anh em nhanh chóng kêu gọi địch đầu hàng, không thì sẽ tiêu diệt. Địch nhận thấy không còn lối thoát. Cuối cùng cả trung đội gồm 26 tên ngụy Sài Gòn cuối đầu lần lượt chui ra, giơ tay xin hàng. Trận đánh kết thúc nhanh chóng, ta bắt sống toàn bộ trung đội địch cùng các thiết bị chiến tranh, bảo toàn lực lượng, không một ai thương vong. Trung đội trưởng Quynh cử một số anh em phối hợp cùng đại đội 2 dẫn dắt tù binh về căn cứ. Trong trận này, có một điều đáng nói cũng là một kỷ niệm của đại đội 1, đó là trong đám tù binh ta bắt được, khi dẫn giải về căn cứ mới phát hiện ra có một phụ nữ trang phục quần áo ngụy, do trời tối về đến căn cứ chính trị viên tiểu đoàn An Văn Cao tranh thủ xuống kiểm tra đơn vị. Chính trị viên An Văn Cao Tranh thủ hội ý với trợ lý tác chiến Ngô Văn Thịnh và cán bộ đại đội khẩn trương quyết định giao toàn bộ tù binh bắt được, bản giao 24 tên cho ban dân vận của sư đoàn 7. Vợ tên nước đang bụng mang giả dạ chửa hỏi ra mới biết họ ở thị xã thủ dầu một nên tiểu đoàn giao hai vợ chồng của thượng sĩ Đức cho trung đội trinh sát phóng thích. Ban đầu, do hiểu lầm, thượng sĩ Đức luôn mồm van xin, kêu khóc, đề nghị, xin các ông giải phóng quân đừng giết vợ tôi vì vợ tôi đang mang thai. Bọn địch đâu có chính sách khoan hồng như của cách mạng. Tổ trinh sát được tiểu đoàn tin tưởng giao nhiệm vụ đặc biệt, cử một tổ gồm ba người, gồm đồng chí Cưu, đồng chí Huệ, đồng chí Đức, có nhiệm vụ đưa vợ chồng tên này ra lộ 14, hướng dẫn phóng thích. Cho đón xe về quê ở thị xã Thủ Dầu Một, chúng tôi còn ái ngại, cấp cho một phần lương khô và nước để họ về quê. Khi biết chúng tôi đưa vợ chồng Đức ra đón mé đường 14 phóng thích, cả hai vợ chồng đều mừng như được sinh ra lần thứ hai. Họ cúi lạnh và nói lời cảm ơn tha thiết, vợ chồng tôi là lính Cộng Hòa, các ông là đặc công Việt Cộng. Không giết, còn hướng dẫn thả cho về quê. Chúng tôi mãi mãi biết ơn các ông giải phóng bộ đội Cụ Hồ. Câu chuyện này đã đến phần kết, nếu như không có chiến tranh, nếu như người đàn bà kia không gặp trở ngại gì, nếu như mẹ tròn con vuông thì người công dân trong bụng vợ thượng sĩ Đức đến nay đã tròn 39 tuổi, 39 năm đất nước ta được sống trong độc lập tự do và hạnh phúc. Một sự kiện lịch sử năm 1973, tiểu đoàn làm thành tích đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thời kỳ này, theo hướng dẫn của cơ quan phòng chính trị sư đoàn yêu cầu, tiểu đoàn 28 viết thành tích chiến đấu để cấp trên xem xét. Đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng cho tập thể tiểu đoàn 28 đặc công trong đánh Mỹ. Đảng ủy, chỉ huy tiểu đoàn đã phân công đồng chí Đỗ Đức Miện, trợ lý chính trị cùng chính trị viên, các đại đội tổng hợp giúp cho đảng ủy, chỉ huy tiểu đoàn, các đồng chí đã họp lại và phân công đồng chí Miện viết tổng hợp. Thực tế, tiểu đoàn 28 có nhiều thành tích ngang tầm là đơn vị anh hùng có tiểu đoàn trường dương công sử chuẩn bị được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, còn đồng chí Đặng Xuân Máu và Đặng Văn Niến đã được tuyên dương hành động anh hùng, đang được sư đoàn và tiểu đoàn xây dựng anh hùng đại đội 1, 2, 3, đều có thành tích anh hùng đặc biệt về lòng dũng cảm, sự mưu trí sáng tạo và hiệu quả chiến đấu của tiểu đoàn 28. Là kỳ tích oanh liệt thể hiện ở các trận đánh then chốt đánh mở màn các chiến dịch và đợt hoạt động của sư đoàn miền kết quả tiêu diệt Mỹ ngụy đạt hiệu quả cao kết quả các trận đánh đã cho sự khẳng định. Thành tích trong tiểu đoàn 28 đều được cán bộ chiến sĩ trong tiểu đoàn. Hy vọng đơn vị sẽ được tuyên dương anh hùng vào một đến 2 năm sau. Trung tướng Lê Nam Phong phát biểu ở các hội nghị, họp mặt cựu chiến binh tiểu đoàn 28 đặc công và họp ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 7 về việc này. Do chiến tranh chúng ta mãi đánh nhau, ít khi ta nghĩ về thành tích kể cả cá nhân và tập thể của mình. Tiểu đoàn 28 thời kỳ 1973 có làm thành tích đề nghị anh hùng, nhưng do cấp trên điều động một đại đội sau lại điều động cả tiểu đoàn 28 thay đổi từ sư đoàn 7 sang quân khu 7. Bây giờ chúng ta làm tuy muộn, nhưng là một việc nên làm và tiểu đoàn 28 xứng đáng là anh hùng. Tôi đề nghị giao cho ban liên lạc cựu chiến binh tiểu đoàn 28 và ban biên soạn hãy tích cực bằng trách nhiệm và tình cảm cao cả. Cũng là tỏ lòng tri ân 582 cán bộ chiến sĩ đặc công của chúng ta đã hy sinh. Trong cuộc đánh Mỹ thần thánh hết sức oanh liệt, vô cùng vẻ vang. Đã góp phần trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho chúng ta cuộc sống ngày hôm nay. Tôi đề nghị các đồng chí cố gắng tích cực và thực hiện theo đúng quy trình viết lịch sử của nhà nước quy định. Nhưng đến cuối năm 1973, theo yêu cầu nhiệm vụ của trên, đại đội 3 được bí mật tách khỏi biên chế của tiểu đoàn 28 Điều về tỉnh Long An, xây dựng các lực lượng đặc công tại địa phương vùng sâu, nói bí mật là do bí mật quân sự lúc bấy giờ, trong tiểu đoàn chỉ biết đại đội 3 đi công tác bí mật ở vùng sâu như mọi khi, chứ cấp đại đội không ai biết các biên chế đại đội 3 thiên chuyển đi đơn vị khác. Thực chất là đại đội 3 được thiên chuyển biên chế về tỉnh đội Long An, tiểu đoàn 28 có 3 đại đội, 1, 2, 3 là ba anh em cùng một nhà, nay chỉ còn lại đại đội 1, 2 ở lại tổ ấm sư đoàn 7. Đại đội 3 sau khi rời đơn vị, luôn sống và chiến đấu trong bưng rạch, nơi đồng ruộng miền Tây, được lực lượng địa phương và nhân dân đùm bọc, che chở, đã tham gia nhiều trận đánh mật tập, lấy ít thắng nhiều, hiệu quả chiến đấu cao, điển hình trận đánh ngày 12 tháng 5. Năm 1974, tại Thủ Thừa Long An, tiểu đoàn tiêu diệt gần 70 tên địch, thu 35 súng, đã gây tiếng vang lớn ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Đặc công miền Nam đánh đâu tháng đó, được nhân dân tin yêu và kẻ thù vô cùng khiếp sợ. Như vậy, đội hình chiến đấu của tiểu đoàn chỉ còn lại hai đại đội 1 và 2 nằm trong đội hình chiến đấu của sư đoàn 7. Tiểu đoàn về đội hình quân khu 7 tham gia tổng tiến công mùa xuân 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đổi phiên hiệu thành tiểu đoàn 20 đặc công quân khu 7. Đến tháng 12 năm 1974, tiểu đoàn 28 đặc công thiếu còn lại của sư đoàn 7 được bộ chỉ huy miền giao nhiệm vụ mới. Phải chia tay tổ ấm sư đoàn về hội tụ với hai tiểu đoàn 18 và 19, đặc công quân khu 7 tiểu đoàn 18 của đặc công bà Diệ Long Khánh, tiểu đoàn 19 đặc công sư đoàn 9, tiểu đoàn 20 đặc công sư đoàn 7, tiểu đoàn 28 đặc công giải thể ở sư đoàn đổi phiên hiệu thành tiểu đoàn 20 đặc công quân khu 7. Cán bộ tiểu đoàn gồm có các đồng chí Trần Xuân Thảo, tiểu đoàn trưởng, Lê Viết Lượng, chính trị viên cán bộ đại đội 1, đồng chí Nguyễn Kim, đại đội trưởng, đồng chí Ngô Khắc Du, chính trị viên. Đại đội 2, đồng chí Bùi Văn Quynh, đại đội trưởng, đồng chí Phạm Văn Yến, chính trị viên. Đại đội 3, đồng chí Phan Văn Tử, đại đội trưởng, đồng chí Hà Ngọc Niên, chính trị viên. Trịnh Văn Đức, đại đội phó, đơn vị được điều về đứng chân ở địa bàn khu vực Dầu Dây, Đồng Nai. Trong thời gian này, tiểu đoàn tập trung vào nhiệm vụ huấn luyện binh chủng có bổ sung thêm nội dung huấn luyện chiến thuật đánh chiến đấu cầu để bàn giao cho bộ binh tấn công dứt điểm trận địa. Hình thức chiến đấu này đã được thể nghiệm và ứng dụng vào các trận đánh ở căn cứ Hoài Đức và chi khu Tánh Linh. Tiểu đoàn 20 đã đánh một số trận, tiêu hao nhiều sinh lực và phương tiện của địch, hỗ trợ hiệu quả cho lực lượng vũ trang địa phương trong từng trận đánh trên địa bàn khu vực. Tháng 3 năm 1975, chiến trường miền Nam đang diễn ra hết sức sôi động giành được nhiều thắng lợi vang dội, đặc biệt là chiến thắng giải phóng Phước Long. Là tỉnh lỵ đầu tiên ở miền Nam được giải phóng của sư đoàn 7 là quê quán tổ ấm của tiểu đoàn 28 đặc công. Để hòa cùng với tiếng súng tấn công trên các mặt trận, đầu tháng 4 năm 1975, các tiểu đoàn đặc công của quân khu 7 vào cuộc đã đồng loạt tổ chức đánh địch theo chiến thuật cách đánh đặc biệt của binh chủng. Điển hình, cùng trong một đêm tháng 3 năm 1975, tiểu đoàn 18 đã đánh chiếm và làm chủ đồi con rắn nằm sát trục lộ Long Khánh đi Bà Rịa Vũng Tàu. Tiểu đoàn 19 đánh ngã 3 ông đồn nằm trên quốc lộ 1, ngã 3 Gia Lai, địch bị thiệt hại nặng. Tiểu đoàn 20 hiệp đồng với đơn vị bộ binh mở cửa đánh chiếm đầu cầu, bàn giao cho bộ binh tiêu diệt cao điểm 53 ở Long Khánh. Địch có tiểu đoàn 8 chiến đoàn 52 chốt tại đây. Do ta phản kích liên tiếp địch không kịp trở tay, nên thất thủ đã tháo chạy. Ta làm chủ cao điểm 53 khu vực Gia Lai được giải phóng. Sau đó tiểu đoàn 20 và tiểu đoàn 19 tổ chức bao vây phục kích địch ở. Ngã ba ông đồn, do ta ém sát và đột kích liên tục, đến đêm địch khiếp sợ kinh hoàng đã bí mật rút chạy. Ngã ba ông đồn được giải phóng trong những ngày này. Ở khu vực Long Khánh, cuộc chiến đấu tại đây đang diễn ra hết sức quyết liệt. Tiểu đoàn 20 đặc công được quân khu 7 giao nhiệm vụ cơ động hành quân về, đứng chân ở khu đồi con rắn, sát trục lộ Long Khánh đi Vũng Tàu, sẵn sàng chờ nhiệm vụ mới cán bộ của đại đội và tiểu đoàn đi công tác điều nghiên chuẩn bị đánh chạy biệt kích Mai Phóc ở Long Hải và một số mục tiêu ở Bà Rịa Vũng Tàu. Hàng ngày, ta có một trung đội kết hợp với lực lượng địa phương phục kích đón đánh địch từ Long Khánh chạy về Vũng Tàu đã bắn tỉa tiêu diệt 25 tên. Vào lúc 10 giờ ngày 20 tháng 4 năm 1975, do các đơn vị ta tấn công dũng mãnh và thế trận lúc bấy giờ, căn cứ địch ở Long Khánh bị tiêu diệt và thất thủ. Địch rút chạy theo đường từ Long Khánh đi Cẩm Mỹ để rút về Long Hải đi Bà Rịa Vũng Tàu. Địch cho xe tăng rút trước rồi đến dân và lính lẫn lộn. Do ta phán đoán trước được đường rút lui của địch, tiểu đoàn phó Nguyễn Văn Na trực tiếp giao nhiệm vụ cho đại đội 1 và đại đội 2 cùng trinh sát. Tiểu đoàn sử dụng 3 tổ chốt phục đánh địch ở đường Cẩm Mỹ đi Long Hải. Địch đã lọt vào trận địa phục kích của đại đội 2, đồng chí Lưu Xuân Nặng, trung đội phó, đồng chí Tiệp và Ngô Huy Hoàng, cùng một số đồng chí khác đã làm tốt công tác tuyên truyền địch vận, sẵn sàng nổ súng. Chiếc xe Jeep của địch, Phúc đã làm tỉnh trường tỉnh Bình Dương, bọn chúng văn xin quân giải phóng đừng giết, anh em tuyên truyền chính sách khoan hồng của ta rồi trói năm tên lại, tháo giày cho đi bộ theo đơn vị. Khi khám xét trên xe, chiến sĩ Ngô Huy Hoàng Thu được một quyền sổ nhật ký công tác của tên Phúc. Quyền này do ta bị đánh đã cháy xém một phần, nhưng còn ghi rõ họ tên và chữ ký điện thoại và Phúc được bổ nhiệm tiểu khu trưởng Bình Long ngày 17 tháng 9 năm 1974. Đến nay, đồng chí Hoàng còn lưu giữ. Cùng ngày, tiểu đoàn 20 gặp lực lượng địa phương tỉnh Long Khánh làm công tác bàn giao số tù binh này. Qua hai ngày chiến đấu, tiểu đoàn đã tiêu diệt 35 tên, trong đó có tên Trung tá Tham Mưu trưởng Long Khánh, bắt hơn 100 tên, thu hai máy thông tin pzc 25 của Mỹ. Và hơn 100 súng các loại đơn vị cùng nhân dân phấn khởi khí thế tấn công quân địch trên toàn chiến trường miền Nam chuẩn bị tiến công và giải phóng Sài Gòn. Đánh cụm địch ở Trà Cổ ngày 12 tháng 1 năm 1975 Trà Cổ là địa danh, tên của một ấp nhỏ trên trục lộ 20 từ sông La Ngà đi định quán. Địch ở đây có một tiểu đoàn tăng cường hỗn hợp của pháo binh và xe quân sự của sư đoàn Nam Nguyễn. Chúng càn quét ở nơi khác về co cụm tại Trà Cổ. Chiều ngày 11, đại đội 2 được giao nhiệm vụ bí mật trinh sát nắm tình hình tổ chức tập kích tiêu diệt cụm địch này. Tiểu đoàn trưởng Trần Xuân Thảo và tham mưu Ngô Văn Thịnh trực tiếp xuống triển khai nhiệm vụ cho đại đội 2. Sau khi nghe phổ biến nhiệm vụ, đại đội 2 đã nghiêm chỉnh chấp hành và nhanh chóng lên kế hoạch tác chiến. Trận đánh do chính trị viên Phạm Hồng Đức và đại đội phó Nguyễn Văn Đức chỉ huy, quân số chiến đấu trực tiếp thành một mũi gồm 4 tổ hỏa lực B40 và B41, mỗi hỏa lực mang theo 6 quả đạn. Các chiến sĩ khác thì mang theo thủ pháo để sẵn sàng đánh địch khi cần thiết. Khoảng 20 giờ 40 phút, mũi chiến đấu xuất phát từ hướng Tây Nam, anh em bí mật vượt qua những khoảng trống, cùng rừng, những vườn trái cây của dân luồn vào trà cổ. Khoảng 23 giờ đến trạm rừng chân cách cùng địch khoảng 300 mét. Tại đây, ta có một bộ phận dự phòng ở bên ngoài do chính trị viên đại đội một Phạm Hồng Đức phụ trách để giải quyết hậu quả trận đánh. Còn 15 đồng chí chia làm 4 tổ chiến đấu do đồng chí Nguyễn Văn Đức, đại đội phó trực tiếp chỉ huy luồn vào mục tiêu. Khi đến cách mục tiêu còn khoảng 50 mét, các tổ nhanh chóng đào công sự. Chiến đấu, sau hơn 1 giờ đã hoàn thành sẵn sàng chiến đấu. Đến giờ dê, 1 giờ 30 phút, đại đội phó được lệnh cho Ngô Tiến Điệu, tức Ngô Huy Hoàng, tổ trưởng tổ hòa lực 1, gồm đồng chí Ngô Huy Hoàng, Lưu Xuân Nặng và xã thủ Nguyễn Văn Thưởng. Đồng chí thường bắn quả đạn nổ làm lệnh nổ súng toàn trận đánh. Cùng lúc ba tổ hòa lực của tổ Ngô Tiến Điệu, Bùi Văn Nhảng, Lê Văn Tiệp đồng loạt nổ súng, các xá thủ B40, B41 trong tổ thay nhau bắn. Sau hơn 15 phút anh em đã bắn hết cơ số đạn, chỉ còn lại dự phòng mỗi khẩu một quả. Địch bị tập kích bất ngờ, ban đầu chúng chưa kịp phản ứng. Thì đã bị tiêu diệt và thương vong nặng, không phát huy được phương tiện vũ khí chiến đấu tại chỗ, nên bốn tổ đặc công đã nhanh chóng rút về nơi tập kết. Lúc này, địch ở nơi khác bắn chi viện về trà cổ, nhưng không xác định được hướng tiến công của ta. Bọn địch sống sót ở trà cổ dùng đại liên và cối 82 bắn vu vơ về hướng tây rừng trà cổ. Có lẽ chúng nghi ta rút về hướng đó, nhưng đại đội 2 đang rút về trên một con đường khác, nên khi rút về đến căn cứ, 15 cán bộ chiến sĩ đánh trận này và số cán bộ chiến sĩ phục vụ cho trận đánh đều an toàn, không có ai bị thương vong. Kết quả trận đánh theo đài kỹ thuật của ta nắm được, địch thú nhận và thông báo ta đã tiêu diệt và phá hủy 5 khẩu pháo 155 ly, 7 xe GMC địch chết tại chỗ 54 tên và gần 100 tên khác bị thương. Trận đánh đã tiêu diệt một bộ phận sinh lực và phương tiện quan trọng của địch, hạn chế chi viện hòa lực ở khu vực, đã góp phần chiến thắng chung cho chiến trường lúc bấy giờ. Qua trận đánh, đại đội 2 và cá nhân đồng chí Ngô Tiến Điệu Nguyễn Văn Đức được Bộ Chỉ huy miền tặng bằng khen, tập thể đại đội còn được địa phương tặng thưởng 45.000 đồng tiền nguyện để động viên và bồi dưỡng anh em trong đại đội 2 đặc công. Những ngày tháng 5 năm 1975, Tiểu đoàn liên tục cơ động trinh sát nắm địch và tổ chức đánh địch phục vụ theo yêu cầu của cấp trên, chủ yếu đánh những trận nhỏ lẻ cấp tổ mũi phân đội, đại đội thiếu. Năm 1975, đơn vị đã đánh hàng trăm trận, loại khỏi vòng chiến đấu hàng ngàn tên, phá hủy nhiều phương tiện của địch và hỗ trợ cho các đơn vị bộ binh, bộ đội địa phương đánh địch, giành dân và tham gia chiến dịch tổng tiến công năm 1975. Trận phục kích đánh địch từ Long Khánh đi Cầm Mỹ, Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai và trận đánh địch ở Trà Cổ là hai trận lớn từ khi tiểu đoàn 28 về quân khu 7 này cũng là những trận đánh tiêu biểu. Khép lại 9 năm chặng đường liên tục chiến đấu và chiến thắng của tiểu đoàn 28 đặc công, sư đoàn 7, tiểu đoàn 20 đặc công quân khu 7. Từ trận đầu ra quân đánh thắng để tạo nên những chuỗi chiến công, nối tiếp chiến công trên khắp các nẻo đường. Phước Long, Long Khánh là những mốc son chói lọi, biểu tượng cho lối đánh xuất quỷ nhập thần, đánh nở hoa trong lòng địch, làm cho quân thù phải khiếp sợ, nhân dân tin yêu bạn bè mến phục, cấp trên tin tưởng. Những chiến công ấy đã góp phần xây dựng và tô thắm truyền thống sư đoàn 7, đoàn kết anh hùng thắng Mỹ. Góp phần vào chiến dịch lịch sử mang tên bác mùa xuân 1975 đại thắng. Ngày 30 tháng từ năm 1975 lịch sử, tiểu đoàn được cấp trên giao nhiệm vụ tổ chức trinh sát, bao vây chiếm giữ căn cứ tiểu đoàn 5 dù ngụy ở Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa. Với khí thế thần tốc, thần tốc của ta và đang đánh chiếm các căn cứ, mục tiêu quan trọng của địch để tiến về Sài Gòn, cơ quan đầu não tối cao của chính quyền ngụy Sài Gòn, đơn vị đã làm tốt công tác trinh sát nắm địch, vận dụng thời cơ. Đã chiếm giữ làm chủ căn cứ và cách đánh. Khoảng 16 giờ 30 tiểu đoàn đã làm chủ căn cứ tiểu đoàn Nam Dù, thu toàn bộ trận địa pháo 105 ly, kho tảng, trang thiết bị quân sự, quân trang quân dụng của địch. Đơn vị chiếm giữ quản lý hơn 15 ngày, sau đó bàn giao cho đơn vị bộ binh. Tiểu đoàn cơ động về thị xã Long Khánh, 11 giờ 30 quân giải. Phóng đã đánh chiếm dinh độc lập, buộc chính phủ quân đội Sài Gòn đầu hàng vô điều kiện, miền Nam hoàn toàn giải phóng. Trước tình hình mới, tiểu đoàn được giao nhiệm vụ chiếm lĩnh, tiếp quản, đứng chân tại đồn 52, căn cứ chiến đoàn 52 sư đoàn 18 Nguyễn Sài Gòn. Nay là đường Hoàng Diệu, phường Xuân Thanh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Công việc của ngày đầu giải phóng đối với những đơn vị lực lượng vũ trang rất khẩn trương và bề bộn, thực hiện nhiệm vụ quân quản, cấp trên giao cho đơn vị làm nhiệm vụ giáo dục cải tạo hơn 3.000 sĩ quan cấp úy của quân đội sài gòn tiểu đoàn luôn quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ mới mọi cán bộ chiến sĩ từ nhiệm vụ chiến đấu chuyển sang tổ chức quản lý giáo dục chính trị lao động cải tạo ngụy quân đơn vị luôn chấp hành mọi đường lối chính sách của đảng nhà nước quy định hướng dẫn của cấp trên làm tốt công tác giáo dục chính trị lấy giáo dục thuyết phục và sự gương mẫu của cán bộ quản giáo là chính chăm lo đời sống sinh hoạt không những của cán bộ chiến sĩ đơn vị mà còn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, tình cảm của số anh em ngụy quân cải tạo, đồng thời làm tốt công tác dân vận tại địa phương, được cấp ủy chính quyền lực lượng vũ trang, hội phụ nữ, đoàn thanh niên đặc biệt quan tâm đùm bọc, tận tình giúp đỡ những cơ sở nồng cốt như gia đình chị Nguyễn Thị Tẳng, anh Ngô Văn Hoàng, anh chị Mười, ông Nguyễn Di Sang, cán bộ cách mạng, bà Nguyễn Thị Phiến, chị Bảy, anh Sử Hai ở khu 260 đường Hoàng Diệu. Tổ 13 khu phố 2, phường Xuân Thanh, thị xã Long Khánh và nhiều bà con cô dì chú bác, anh chị em đã để lại ấn tượng sâu sắc tình quân dân cá nước trong mỗi cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 28 đặc công thời kỳ làm nhiệm vụ quân quản nơi này. Là một trong những yếu tố quyết định cho tiểu đoàn hoàn thành nhiệm vụ quân quản. Giáo dục, cải tạo sĩ quan ngụy quân từ tháng 5 năm 1975 đến cuối tháng 3 năm 1977. Đơn vị luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Do yêu cầu của trên, đơn vị đưa lực lượng này lên Phước Long, thuộc xã Đức Hạnh, cách thị xã Phước Long khoảng 12 km, làm nhiệm vụ cải tạo lao động số sĩ quan cấp úy ở Long Khánh đưa lên. Thời gian cải tạo khoảng 6 tháng, số sĩ quan được đánh giá và phân loại thuyên chuyển đi nơi khác. Tiểu đoàn cơ động về khu Cát Tiên, Đồng Nai làm nhiệm vụ đón đoàn công nhân viên quốc phòng, thanh niên sung phong tỉnh Hải Hưng, và phía Bắc vào thành lập 6 đội sản xuất, mỗi đội biên chế 425 đến 450 người thời gian từ tháng 2 đến tháng 7 năm 1978. Sau đó đơn vị bàn giao cho đoàn 600 quân khu 7. Tiểu đoàn được giao nhiệm vụ về Đức Hòa, Long An. Theo yêu cầu nhiệm vụ lúc bấy giờ, thành lập đại đội 21 trinh sát thuộc trung đoàn 160 của tỉnh đội Long An. Quân số còn lại, một nửa quân số bổ sung cho các đơn vị đặc công làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, một nửa được điều động ra bảo vệ biên giới phía Bắc. Số ít cán bộ chiến sĩ do bị thương, bệnh tật không đảm bảo sức khỏe được đơn vị giải quyết chính sách phục viên về địa phương. Từ đó, phiên hiệu tiểu đoàn 28, tiểu đoàn 20 đặc công miền Đông Nam Bộ không còn nữa. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.